Hi, và mình xin chào anh em và các bạn đã quay trở lại channel Trendly Gamer cùng tựa game Eurogup. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review một cái dạng đuôi. Đó chính là BK Ken 1 thì không thể nào rồi anh em à. Cái dạng Ken K1 phải không? Thì đối với Ken K1 này đó, thì những anh em nào mà vừa mới vào rồi nhập vài ba cái code thì anh em đi mua cái đuôi của Kenaki. Thì sau khi mà mua xong đó thì anh em nhập thêm 2-3 cái code nữa thì anh em có cái dạng Ken K1 rất là bình thường và hiển nhiên. Thì cái chuyện đó thì bạn nào cũng biết rồi. Thì anh em nhập thêm một mớ nữa thì rất có thể anh em sẽ kích hoạt được Ken K2 luôn ha, 5 triệu RC một cách đơn giản easy. Còn riêng mình ở đây á, là cái RC này là mình cài tay anh em. Mình cài tay chứ chả có nhập một cái code nào mà của tất cả anh em và các bạn đưa ra trong video lần trước ha. Thì trong video lần trước cũng gửi lời cảm ơn những bạn đã cho mình những cái code rất là nhiều ha. Và mình cũng đã biết cái chỗ để lấy code rồi. Anh em kêu là vào Eurogup Wiki á, vào đó mà lấy. Thì thấy code nó hiện ra rất là nhiều luôn. Và những cái code đó nó có để là giá trị bao nhiêu RC rồi bao nhiêu tiền ha. Thì anh em có thể lên trển nghiên cứu và khám phá. Còn nếu mà anh em mà không biết nữa đó, thì mình tương lai sẽ làm thẳng một cái clip để chỉ anh em cái chỗ lấy luôn. Rồi anh em chỉ cần nhập vào là ok câu câu. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cái giai đoạn review Durit nha anh em. Durit thì bình thường quá rồi. Lúc trước thì mình thấy cái Durit nó rất là bất thường. Khi mà thấy những bạn khác mà chạy tà mà cầm cái Durit này mà dỗ bạch bọc bọc, mình thấy mình sợ lắm. Tại đó mình yếu mà anh em. Còn bây giờ mình có là mình thấy rất là bình thường. Và cái Durit này đó, đáng lý ra đó là đã có clip rồi anh em à. Ngồi quay xong đã đời, ngồi nói chuyện như một thằng điên, như một thằng khùng. Hàng xóm đi nhìn quá trời luôn. Rồi nói với mẹ mình, ủa con chị bị điên hả? Hả gì mà ngồi nói chuyện mình? Ủa con chị ba cà hả? Hả gì mà nó ngồi nói gì mà viết chốc chốc trong đây? Tao gọi nói thiệt nhìn mình quá trời quá đất luôn. Rồi sau đó là mình vào mình kiểm tra clip á. Thì mình mở clip lên. Một sự bất ngờ. Bất ngờ không hề nhẹ nha. Là cái clip của mình nó như thế này. Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại channel Trendly Gamer. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp tục cái tựa game Eurogup tạc xong. Chỉ như vậy thôi, ngắn gọn xúc tích, hết clip, chưa đầy 10 giây. Đau lòng thiệt. Cái phần mềm này phải kiểm tra lại anh em à. Đang quay giữa chừng, cái chân nó tắt ngang xương vậy đó. Trời ơi, ngồi làm mình ngồi mình nói khí thế hào hùng luôn. Anh em cũng đi theo mình kêu, trời ơi, được lên tivi, được các kiểu. Cuối cùng tivi ở đâu cũng thấy được 10 giây. Đau lòng thiệt. Rồi thôi ha, thì cái chuyện đó thì mình cũng gửi lời xin lỗi anh em và các bạn ở trong clip trước rất nhiều luôn. Là không phải là mình không muốn đăng lên, mà tại vì nó chơi, nó ăn, nó quay được có 10 giây à. Mình đăng bằng niềm tin à. Rồi, thì thôi đi. Bây giờ cái chuyện đó thì coi như xí xó bỏ qua đi. Bây giờ quay trở lại chuyện chính là cái đuôi đích của mình nè. Đu rít này á, mình thấy nó có 3 chiêu rồi anh em. Bình thường thì lít cái này thì cơ bản. Từ để Ali vô cái đại anh em. Ali vô. Đâu cái gì? Ủa cái gì mà sao tên trùng quá trời quá đất vậy? Trời đất ơi. Mỗi bạn đều có 2 tên hết. Mỗi bạn đều có phân thân à. Phân ra gì 2 tên đây nè. Slow ha ha đây nữa nè. Rồi sao không mất tích nữa nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ha. Thì bình thường cơ bản là lít rồi. Anh em nhìn pin nè. Nó nhảy lên tầm 1000 là thế nào cũng bị delay tầm 5 giây. Không biết là quay clip ra nó có vấn đề gì không nữa rồi. Múa rồi, ừ đó. Chọt thọc đồ các kiểu rồi. Còn bạn này gì cảm ơn mình. Mình cũng biết là mình nãy giờ bạn đó xin cái gì nữa, không có thấy được cái gì hết là cái gì luôn á. Thấy bạn đó chạy như marathon hả? Rồi bây giờ mình sẽ chọt thấy không? Thì cơ bản thì cái đuôi này chắc chắn là nó mạnh hơn những cái trạng thái kia rồi. Nhưng mà mình thấy nó khá là chậm đó anh em. Nó chậm hơn mấy trạng thái kia ha. Trời ơi, chọt cái bị delay chạy lết không. Rồi bay. Bay thì bình thường quá rồi. Trong lúc bay thì anh em có thể chọt đuôi xuống. Thấy không? Rồi cái đó là chiêu E nè. Chiêu E là mình dỗ vô đầu mo á. Ai mà lại lết trước mặt đó là đập trong đầu ghẻ liền anh em. Đó. Còn R. Đây. R là mình dạng mình hất đối phương văng ra xa.
Đó, mình hất ra xa, nhưng mình đẩy ra xa. Tránh xa tôi ra đi. Tôi không biết bạn, bạn đi ra đi. Đó, đó là dạng là như thế á. Đó, bạn đi ra đi này. Đó là một phong trào trên TikTok lúc trước, thấy không? Rồi, kế đến là chiêu R. Ủa, chiêu E, chiêu F. Chiêu E, rồi chiêu R, chiêu F, kế đến chiêu F chơi. Rồi, F. F thì nó cũng dạng tương tự giống cái chiêu E đó anh em. Nhưng mà có điều á, là có nhảy lên cái nữa. Bình thường đó, là mình gõ vậy là thấy là cái đầu quá ghẻ rồi, thấy không? Còn mình chơi vậy á hả? Là cái đầu vừa quá ghẻ mà vừa quá cục U. Mà cục U nó dài lên tới vũ trụ trịnh á. Đó, mình gõ vậy thì cái lực nó sẽ mạnh hơn. Tại vì mình bay á, mình nhờ cái lực rớt xuống nữa. Rồi sau đó mình gõ vô một cái nữa. Trời ơi, phải nói là rất là tuyệt vời. Chiêu đó là dạng chiêu dứt điểm á. Nhưng mà cũng khó canh lắm nha. Tại vì bình thường cái chiêu này á, mình có thể là xoay hướng mình canh được. Còn cái thằng này á hả, mình phải chạy ra canh chỗ nào mình phải bối cho ngay đấy, đập bằng đó quốc hai phát đó, còn nhiêu đây máu rồi. Nói chung là cũng không có bị mấy bạn kia hành hạ hay là hà hiếp giống như lúc trước, thấy không? Nói chung là cũng đỡ rồi, cũng đỡ thôi nha anh em, chứ cũng bị quýnh mềm xương rồi. Nó mình thấy mấy dạng chẳng hạn mấy con á giống như nhện, anh em thấy bò lết lết đó không, thấy là chuẩn bị là luồn luồn núp vào liền, núp vô đâu dám lú ra. Đây đấy, BK toàn là Tatara rồi Eto đồ không các kiểu à. Mình chỉ có nước là tốt nhất chúng ta nên chuồn đi thôi. Ui, rồi ôi, ở trong đây mà nó còn có thể ban gai lại cho mình à. Ừ, chơi đó bạn, đúng rồi. Gồng cái trạng thái mạnh mẽ chơi, quấn lộn mà mầm lung lung đấy nè. Quém. Còn bạn kia bay trên nóc nhà nhìn xuống, gặp mình mà có chiêu nào mình quánh ở cái phạm vi xa đó là mình sực liền. Tàu gúc. Ui, con cú ghê quá anh em ơi, con Eto á. Con đó là hình như là một ui, rất nhiều số 1 và số 0. Nói vậy thôi chứ khoảng đâu 175 triệu nha anh em. 175 triệu thì anh em có thể mua được nó. Mình đây nè, 88 triệu rồi. Ồ, cài cũng có nửa chặng đường rồi anh em, bây giờ cài thêm phân nửa nữa mà mua đâu thôi. Đây nè, mình vô mình lãnh lương nè. Mình biết mấy bạn dạng này là vô lần lãnh lương là mấy chục triệu á, tại vì mấy bạn cài rep lên càng cao á thì bạn lãnh lương sẽ càng nhiều. 2 tiếng các bạn vô bạn lãnh lương lần ha. Đây mình sẽ lãnh lương cho bạn coi, dẹp cái đu đít này đi. Trời ơi, chướng mắt trắng đường quá. Đây ha, mình sẽ lãnh lương nè. Trời ơi, lãnh lương à, sao nghe vẻ mặt của ông nghe buồn với ông? Phát lương đi chứ. Đây ha. Đó, anh em thấy mình được 4 triệu 3 chưa? Nó thấy chưa? Thì anh em cứ làm nhiệm vụ nhiều đi. Nhiệm vụ càng lên nhiều cái điểm rep của các anh em đây thì sẽ được tổng ở trên đây ha. Thì 2 tiếng anh em vô lãnh lương một lần. Mình không biết là mấy bạn cấp cao với bạn lãnh lương lần nhiêu nữa. Chắc 50 triệu, 100 triệu quá. Lít 1, 2 lít là anh em lít chừng ngày là anh em có được cái con Eto là chuyện dễ dàng luôn á. Tưởng gì à? Ai em nắm đầu nắm cổ mà vậy? Ừ, hay lắm bạn ơi. Gặp ít hết thì dám chống với mình hả? Mình bây giờ là với bạn cấp yếu là mình có thể hạ thủ được rồi nha. Nó nói vậy thôi chứ tốt nhất là chúng ta nên né xa ra trước khi mọi chuyện nó tồi tệ hơn. Lên đu rít. Lắc quá anh em à. Để trải ra sự đau đớn đi, gồng đu rít nó lên. Chết đi. Em thấy chưa? Chiêu thức mình lướt qua. Nó chưa kịp cảm giác đâu. Sao mình nhìn bạn Quang này á, giống như là mình lúc trước luôn đó anh em. Lúc trước mình y chang vậy chứ chả khác gì đâu. Y chang luôn. Quơ nhẹ cái chết. Lúc trước mình sida, mình yếu như vậy á. Lúc nhẹ là nó, anh em thấy chưa? Làm gì cảm nhận sự đau đớn. Để xem người bạn này cần em giúp không anh? Em á hả, giúp anh đánh cú rồi được rồi. Đâu để coi mình đi kiếm con cú coi.
Con cú của server thường không biết là nó ban bao lâu nữa. Qua đây, qua đây, qua đây kiếm cú ha. Con cú đây nè. Đó, đây, 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 đây. Con cú đây, sẽ đánh con cú cho đem rồi. Lên. Lên đuôi. Vỗ vô đầu đó. Tấn phao câu với mình liền. Rồi xong. Ủa mình thấy chém đâu trong bờ tường, quýnh trong bờ rào mình xong mình đây mình lăn ra mình chết. Độc người ta. Độc quá heo. Lên. Mà lên đu rít á thì đánh đam to hơn anh em, nhưng mà nó không lẻ bằng cái đu này. Chạy 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 em chạy anh ơi, em chạy anh ơi. Lúc trước là đã đẩy mình có một hit là mình đi chầu, mình đi tông à. Mà bây giờ nó đẩy hơi lâu rồi đó. Cứu này sao không ai đánh đó ta. Tại mấy bạn là BK bên kia không có rảnh đi kiếm cứu. Mấy cứu này chỉ có vài ba chủ bam chứ nhiều. Rồi ok. Ui 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 ui. Trời ơi mình đánh cứu thấy chán không. Những bạn khác đánh nghe nhanh lắm. Mình đánh nghe chán gì đâu. Mấy khác đánh là pha vô chặt hai ba chặt chết nhát. Còn mình chặt hai ba chặt nó bữa mình lẫn chặt lên đường. Giờ không mất nhiều máu nữa hết. Em đi anh ơi, em đi anh ơi, em đi, em đi. Đã người ta kêu người ta đi rồi, người ta chạy rồi. Thì cho người ta đi, người ta chạy đi. Ta rước những cái sức lực cuối cùng đi. Đập. Ây chà, ây chà. Không nổi nè em ơi. Quýnh quá à. Trời ơi, quýnh nãy giờ mất được 1/2 máu của nó. Ca này không xong, ca này mình lên. Mình lên đu rít mình bữa với cu già. Ừ. Chứ nó bạn đúng rồi. Thẻo, thẻo đầu nữa nó vậy đó. Ui ui, ai chà, ai chà. Rồi anh em vụ cứu ngay đó đánh tha hồ à. Đó. Rồi mấy bạn đánh cứu ngay y gì không? Mới ra tí cái làm khoảng 1/2 máu à. Mình nãy giờ cái gì ông nội, em có đánh anh đâu, nỡ lòng nào như thế trời. Anh em thấy nãy giờ mình có đánh đâu. Mình chỉ dạng ăn ké thôi mà. Trời ơi lại kêu cố vô hình. Hình như là cái dạng mà đánh nó bị lộn cú đó anh em. Đâu rồi, cú đâu rồi? Cú cúng cơm rồi. Cú chuối rồi. Cú chết ngắt. Mình trốn đây biết nãy dẫn cú xa xa được rồi. Để bạn đánh chết nè tôi của mình rồi. Rồi bây giờ chuyển sang lại đu rít xem. Có rít xài đu rít ra 5 triệu quỳ. Trời ơi. Ủa vậy là đánh chung vẫn được ăn ké nè anh em. Lên nè. Chỉnh điểm cộng vô. Nó. Ồ hô. Farm tí nữa có đu 5 triệu rồi anh em à. Nhưng mà giờ gì giờ lắc quá à. Sao mình farm đâu có nổi. Lắc quá à. Gặp mấy bạn đi theo đông quá, mấy bạn hỗ trợ mình, hỗ trợ đến nỗi mà mấy con quái mà nằm xuống chết rồi làm sao mình farm. Ôi. Nó. Chạy chạy mà thấy đâu xung kích gai đâm đít. Wow, ngon ta. Mạnh mẽ dư. Thôi mình reset về ha. Reset về quán cà phê đi. Thì ở cái quán cà phê này mình giờ chỉ còn có cái nhiệm vụ của cái ông này để anh em. Chứ còn nhiều là mình làm hết rồi ha. Cái phần trainer này nè. Nó làm sạch hết xanh hết rồi. Ai mình cũng làm hoàn thành 100% hết. Nên là mình mới lên được cấp độ 1000+ hiện tại. Chứ mấy là cũng đi tông à. Thôi được rồi nha anh em. Video sau thì mình sẽ canh đỡ lắc rồi mình farm lên tầm 5 triệu RC. Mình cho anh em xem cái dạng tiếp theo ha.
Tuy là cái dạng tiếp theo thì nó cũng đã cổ xưa rồi. Tại vì khi mà nó có một cái update nào mới á thì chắc chắn là anh em cũng phải cài cuốc được các kiểu rồi chơi để anh em có được cái dạng đó mới thôi em. Nên là cái dạng đó mình nghĩ là mới ra trong vòng 1 ngày 2 ngày là anh em đã sở hữu rồi. Bây giờ là nó thành cổ xưa rồi. Nhưng mà đối với mình thì cả một cái vấn đề khi mà không nhập code. Code thì để từ từ. Có con Tatara hay là mua cái con Eto thì từ từ nhập sau em. Rồi thì cũng cảm ơn anh em và các bạn đã bỏ không ít thời gian ra để theo dõi hết video của ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại anh em và các bạn trong những video sau và kế tiếp. Thì cũng cảm ơn những bạn ở trong video này đã hỗ trợ mình farm con Eto một cách thành công nhất có thể em. Rồi hẹn gặp anh em và các bạn trong video lần sau và kế tiếp. Bye bye anh em nha.